con. Chắc chắn là ai cũng sẽ có quê hương của mình đúng không nào? Cô Thùy cũng vậy nè, quê hương cô Thùy ở Gia Lai. Và bây giờ các con hãy cùng cô Thùy tìm hiểu xem nơi cô Thùy sống có gì nha. Tan 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 tan. Đây là cây gì vậy các con? À, đây là cây lúa. Cây lúa này thì có 3 bộ phận. Đây là rễ cây nè. Đây là thân cây. Và đây là hạt lúa. Rồi bây giờ các con hãy cùng cô Thùy tìm hiểu xem cây lúa được trồng như thế nào nha. Các con nhìn xem nè, đây là cánh đồng lúa sắp đến mùa thu hoạch đó các con. Lúa thì sẽ được trồng thành từng đám như vậy đó các con. Rồi bây giờ các con hãy nhìn thật kỹ những hạt lúa này nè. Những hạt lúa này khi đến mùa thu hoạch thì sẽ có màu vàng như thế này nè, rất là đẹp đúng không nào? Rồi, các con nhìn kỹ xuống phía dưới nè. Ở đây thì rễ cây được bám rất chặt vào đất nè, để hút nước, hút chất dinh dưỡng, nuôi cây đó các con. Và mỗi ngày như vậy thì cây lúa sẽ lớn lên và sau đó sẽ cho ra những hạt lúa như thế này. Rồi bây giờ các con hãy nhìn lại cánh đồng lúa một lần nữa nha. Các con ơi, vừa rồi này cô Thùy có đã giới thiệu cho các con về cánh đồng lúa này, về cây lúa này. Cô Thùy hy vọng là với clip này thì các con sẽ biết thêm về quê hương Gia Lai của cô Thùy nha. Rồi bây giờ cô Thùy xin chào và hẹn gặp lại các con. Bye bye.